Xin chào cô chú và anh chị, mình đang xem kênh Mai Đa Phúc Duy Hiếu nha. Hôm nay thì em tiếp tục làm video về chủ đề đó là chăm sóc mai ở trong cái giai đoạn là tháng 8 âm lịch của mình nha anh chị. Video ngày hôm nay á thì chủ yếu là em giải đáp một số thắc mắc của cô chú anh chị mình á liên quan tới vấn đề là mình chăm sóc mai ở trong giai đoạn tháng 8 âm lịch nè. Cùng với đó thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái bí mật của vườn em. Có thể giúp cho cái dàn lá của cây mai mình từ cái giai đoạn là tạo nụ cho tới khi mà hết tháng 11 âm lịch luôn, mình có thể giữ được một cái màu lá nó xanh nè, nó dày, nó mướt, nó bóng mà nó chất lượng, và hạn chế bệnh hại ở trên cái dàn lá cũng như là dàn đọt của cây mai mình hạn chế tối đa luôn nha anh chị. Rồi đầu tiên hết thì em quay sơ lược cho cô chú anh chị mình xem về cái sự phát triển của những cây mai của vườn em nha. Sẵn tiện thì em cũng cập nhật với cô chú anh chị mình á về cái tình hình nụ, thử xem là hôm nay nụ của vườn em nó lên được như thế nào rồi nha anh chị. Những cái cây mai mà cô chú anh chị mình đang thấy ở trên màn hình á, mấy cây này thì em ghép cho nó cái giống mai đó là Đa Phúc, và tính từ hồi em ghép cho tới nay là nó cũng hơn 2 mùa rồi anh chị. Nói chung là cây này nó cũng rất là cứng rồi, nó rất là già luôn rồi. Anh chị mình có thể thấy những cái phần cành nhánh cũng như là cái dàn tàn của nó nè. Nay cái dàn tàn rất là cứng cáp luôn, cành nhánh thì rất là khỏe luôn. Em cũng giải đáp một số thắc mắc của cô chú anh chị mình á liên quan tới vấn đề là chăm sóc cây mai ở trong giai đoạn là tháng 8 âm lịch của mình nha anh chị. Thì hồi hổm á anh chị, em có đăng một cái video là cái cử phân cuối cùng của tháng 7 âm lịch là mình sẽ dùng cái loại phân nào. Thì trong video đó có một anh ảnh bình luận á là vườn em chăm mai sao mà tốt quá, có được một cái màu lá nó quá là xanh, quá là mướt đi, thì không biết là có cái mẹo gì hay không. Thì sẵn tiện cái video ngày hôm nay á, em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình một cái bí mật của vườn em để giúp cho cây mai nó có được một cái màu lá xanh nè, nó dày, nó chất lượng, nó cứng cáp, hạn chế sâu bệnh nhất có thể trên cây mai của mình nha anh chị. Đầu tiên thì em cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình á là tại sao mà cái cây mai của mình á mình chăm sóc cái giai đoạn đầu năm là từ khi mà anh chị mình chơi bông tết xong rồi, cái bắt đầu mình cắt đôn, mình đôn cái dàn tàn nó lên cái dàn đọt non, rồi mình chăm sóc cho tới tháng 6, đó là cái giai đoạn mình nuôi tàn, mình dưỡng tàn, thì cái dàn lá nè nó rất là xanh, rất là tốt, rất là đẹp luôn. Mà không biết tại sao từ cái giai đoạn mà anh chị mình chuyển á, mình chuyển qua từ cái giai đoạn là nuôi tàn nè, mình chuyển qua cái giai đoạn là tạo nụ, rồi tới cái giai đoạn là mình nuôi nụ, thì cái dàn lá của mình nó không có giữ được một cái màu xanh như hồi đầu năm, mà nó hơi ngã sang màu vàng. Cái màu vàng giống như là mỡ gà đó anh chị, chứ không phải là vàng tươi hay là vàng đục nha. Cái màu vàng giống như là mỡ gà đó, thì không biết là cái nguyên nhân tại sao. Cái này thì nó sẽ có hai nguyên nhân chính nha anh chị. Thứ nhất á, là do phân thuốc nè. Thứ hai á, là do thời tiết. Thì như anh chị mình cũng biết rồi, cái thời tiết khi mà mình mới vừa ra viên, mình chơi bông tết xong á, là cái mùa thuận. Cho nên cây mai mình về cái phần mà phát triển về vàng tàn, vàng lá, vàng đọt thì nó phát triển rất là tốt luôn. Còn bắt đầu anh chị mình cái giai đoạn hiện tại nè, mình chuyển từ cái quá trình là mình nuôi tàn, mình chuyển sang là cái quá trình tạo nụ và nuôi nụ á, thì cái thời tiết của mình nó không có còn được thuận lợi như hồi đầu năm. Cho nên về cái phần lá, phần đọt của nó có dấu hiệu là không có được tốt như là ở giai đoạn đầu năm. Đó. Và thêm một cái yếu tố liên quan tới phân thuốc á, là do cái giai đoạn đầu năm thường là cô chú anh chị mình nuôi tàn, cho nên mình sẽ sử dụng những cái loại phân mà nó có cái hàm lượng đạm cao đó, chẳng hạn như là 30-10-10 nè, 20-10-10 đó, thì mình sử dụng những cái loại phân có hàm lượng đạm cao. Thì đặc điểm của cái thằng đạm này á, nó sẽ giúp cho cây mai mình phát triển rất là tốt, rất là mạnh mẽ về cái dàn lá nè, dàn đọt và cái dàn tàn, nó có thể phát triển rất là tốt luôn. Nó cũng giúp cho cây mai mình có được một cái màu lá rất là xanh. Nhưng mà bắt đầu từ cái giai đoạn là cô chú anh chị mình á, mình chuyển qua, mình không có nuôi tàn nữa, mình chuyển qua cái giai đoạn là tạo nụ và nuôi nụ,
thì mình đã đổi phân, mình đổi qua một cái loại phân thuốc khác. Mà thường những cái loại phân thuốc giúp cho cây mai mình tạo nụ và nuôi nụ á, thì cái hàm lượng lân và kali nó sẽ cao hơn. Mà anh chị mình cũng biết rồi, cái thằng lân với lại kali á, thì nó sẽ đánh trực tiếp vô cái cành nhánh cũng như là cái phần nụ, để giúp cho cây mai mình có thể là nhánh nó sẽ khằn hơn, nụ nó sẽ lên được tốt hơn, chứ nó không có còn bổ sung vô đọt và vàng tàn vàng lá nữa. Cho nên thường á, cái giai đoạn mà anh chị mình đổi phân á, mình chuyển từ cái quá trình đó là mình nuôi tàn, mình chuyển sang cái quá trình tạo nụ và nuôi nụ, mình chuyển qua mình sử dụng những cái loại phân mà nó có cái hàm lượng lân nè, hoặc là kali nó hơi cao, để cho cây mai mình cành nhánh nó hơi khằn lại, nó dễ dàng lên nụ cũng như là nuôi nụ. Thì về cái vàng lá, cái màu lá của nó sẽ hơi bị vàng đi, nó không có còn được xanh như hồi đầu năm nữa. Mà mình nói về phân á, thì nó còn một nguyên nhân nữa anh chị. Nó cũng có thể là hồi đầu năm anh chị mình nuôi tàn, nuôi đọt, cho nên mình sử dụng những cái loại phân mà nó có cái hàm lượng đạm cao đó. Thì cái cây mai của mình nó đã quen với cái chất phân thuốc đó rồi, nó thích nghi được với cái chất phân thuốc đó rồi. Rồi tới cái quá trình là anh chị mình chuyển qua, mình không có nuôi tàn nữa, mà mình tạo nụ và nuôi nụ, thì mình đổi qua mình sử dụng một cái loại phân thuốc khác. Cho nên cái cây mai của mình nó không có kịp thích nghi được với cái chất phân mới. Nó cũng xảy ra cái hiện tượng đó là cái lá nó hơi vàng đi, cái màu vàng của mỡ gà đó anh chị. Thì đối với cái cách chăm sóc của vườn em cũng vậy thôi anh chị. Cái giai đoạn đầu năm thì mình cũng nuôi tàn đó. Cái giai đoạn nuôi tàn thì em cũng bổ sung những cái loại phân mà đạm cao nè. Rồi bắt đầu tới cái giai đoạn mà tạo nụ và nuôi nụ á, thì em cũng đổi qua một cái loại phân khác luôn. Thì em đổi qua một cái loại phân thuốc khác, nhưng mà em cũng vẫn tưới một cái tỷ lệ rất là loãng luôn. 1 kg phân thì em tưới nó tới 500 lít nước luôn. Cho nên cái cây mai á, nó không có bị sốc phân, kiểu như là từ cái phân này em chuyển qua một cái loại phân khác, nhưng mà em tưới với cái tỷ lệ rất là loãng, rồi em mới tăng đô lên từ từ á. Cử này thì em tưới 1 kg với 500 lít nước nè, rồi cử sau em tăng lên 1 kg, em tưới còn có 450 lít thôi, rồi cử sau em tiếp tục em tăng từ từ lên, để cho cái cây mai á nó có thể quen dần với cái loại phân thuốc mới, nó không có bị sốc. Cho nên cô chú anh chị mình cũng thấy nè, về cái phần lá của cây em á, nó vẫn giữ được một cái màu xanh rất là tốt luôn. Ngoài cái việc đó là trước khi tạo nụ á, em giảm cái lượng phân thuốc lại, sau đó em mới tăng đô lên từ từ, thì em kết hợp em sử dụng thêm cái thằng này. Đây là siêu lân kẽm USA nè anh chị. Đó, có thể nói đây là một cái bí mật của vườn em luôn. Nói chung thì từ cái giai đoạn mà em bắt đầu tạo nụ cho cái cây mai cho tới khi mà hết tháng 11 âm lịch á, hầu như là cái cử phân thuốc nào thì em cũng có cộng thêm cái thằng siêu lân kẽm này hết trơn anh chị. Về cái thành phần của thằng siêu lân kẽm này á, thì nó sẽ có bo nè, nó tới 2000 bo luôn, một cái hàm lượng rất là lớn luôn nha. Và cái hàm lượng lân của nó nè, đó như anh chị mình thấy cái hàm lượng lân của nó tới 15000 luôn, một cái hàm lượng rất là cao, rất là thích hợp trong cái giai đoạn là mình cần tạo nụ cho cái cây mai của mình luôn nè. Ngoài ra thì nó còn một số loại thành phần khác, chẳng hạn như là GABA nè, rồi một số chẳng hạn như là magie. Thì magie này anh chị mình nếu mà ai có sử dụng nhiều thì cũng biết rồi, nó giúp cho cây mai mình hạn chế đi cái bệnh đó là vàng lá gân xanh nè, hoặc là cái cây mai mình mà cái vàng lá đó nó không có được xanh, không có được tốt á, thì cái thằng magie này nó cũng hỗ trợ giúp cho cây mai mình nó lấy lại được cái màu lá xanh nè anh chị. Và đặc biệt thì nó còn có kẽm nè, rồi kali nè, và một số loại phụ gia đặc biệt khác nữa nha anh chị. Nói chung thì cái thằng siêu lân kẽm này á, em sử dụng ở vườn em rất là nhiều luôn. Từ cái giai đoạn là bắt đầu em tạo nụ cho cây mai cho tới khi là hết tháng 11 âm lịch á, hầu như là cái cử phân thuốc nào thì em cũng sử dụng thằng siêu lân kẽm này trơn á anh chị. Ở đây thì em cũng chia sẻ thiệt với cô chú anh chị mình luôn á, thì cái hồi mà em mới bắt đầu em làm mai á, mới bắt đầu em chăm sóc mai, tới cái giai đoạn là giao mùa gì nè, cái giai đoạn mình chuyển từ cái quá trình đó là nuôi tàn á, mình chuyển qua cái quá trình đó là nuôi nụ, thì ở vườn em cũng vậy à. Cái cây mai của em cái vàng lá nó cũng không có được tốt vậy đâu,
nó vừa bị vàng nè, mà nó vừa bị bệnh nữa, nó cháy lá nữa. Tại vì như mình đổi phân thuốc độc ngọt, cây mai mình nó bị sốc phân sốc thuốc á, cho nên cái vàng lá thì nó không có được tốt. Nhưng mà ở đây thì em cũng chia sẻ thiệt sự với anh chị mình, em rất là may mắn luôn, được rất là nhiều cô chú anh chị mình yêu thương chỉ dạy trong cái quá trình đó là chăm sóc cây mai. Thì cái giai đoạn mà em chăm sóc cây mai mà nó không có được tốt á, thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình hỗ trợ em là chỉ dạy cho em nên sử dụng cái loại này, sử dụng cái loại kia để có thể giúp cho cái cây mai á nó giữ được một cái màu lá xanh nè, cái lá nó dày và chất lượng. Trong đó thì cũng có một số cô chú á chỉ em là sử dụng cái thằng siêu lăng kẽm này nè, thì em mới biết em sử dụng, chứ thật sự ra thì khơi khơi mình cũng đâu có biết được đâu anh chị. Thì cái năm mà khi em mới bắt đầu biết tới cái thằng siêu lăng kẽm này á anh chị, thì lúc đó là nó cũng rơi vô tầm khoảng là tháng 9 rồi. Đúng lúc đó thì cũng có thể nói là vườn em nụ cây mai á, nụ nó lên cũng rất là đạt rồi. Nhưng mà có một cái là cái vàng lá thì nó không có được tốt như bây giờ đâu. Hồi đó em chăm sóc cây mai á, hồi mình mới bắt đầu làm mà cái lá nó vàng mà nó cằn cỗi lắm anh chị, nó không có được tốt như vậy đâu. Rồi có cô chú anh chị cũng chỉ em sử dụng cái thằng này, nhưng mà lúc đó là cũng tới giai đoạn tháng 9 rồi. Em sử dụng từ cái giai đoạn là tháng 9 cho tới là hết tháng 11 âm lịch luôn. Thì quả thiệt cái thằng này nó hay thiệt anh chị ơi. Ý là cái cây mai của em lúc đó đó, mình không có biết chăm sóc, nó không có được tốt, mà em sử dụng có 2 tháng thôi, nó thay đổi rõ rệt cây mai luôn. Cây mai của mình có thể nói là nó lột xác hoàn toàn luôn anh chị. Từ cái cây mai mà cái vàng lá nó bị vàng nè, cái cành nhánh của nó là nó bị hơi khằn nè, mà em sử dụng vô có 2 tháng, cái màu lá nó chuyển biến lại, nó xanh lên được tầm khoảng 50% luôn anh chị. Nhưng mà như vậy là cũng quá là tốt rồi. Tại vì anh chị mình cũng biết á, hồi lúc đó em đâu có biết làm đâu, cái cây mai thì cái vàng lá nó đang bị xuống à, mà mình có thể mình khôi phục lại sức khỏe của nó, mình cho nó xanh lên được 50% là nó quá tuyệt vời luôn rồi. Xong rồi tới cuối năm á anh chị, thì cái năm đó nói chung là cái vườn em cây nó nở bông rất là đạt luôn, một phần rất là lớn là nhờ cái thằng siêu lăng kẽm này luôn nè, rất là hay luôn. Xong rồi qua tới năm sau á anh chị, thì em cũng hỏi thăm thêm những cô chú mà đã chỉ cho em xài cái thằng siêu lăng kẽm này nè, thì em mới hỏi cô chú đó là cái thằng siêu lăng này mình bắt đầu mình xài cho nó ở giai đoạn nào là tốt nhất vậy chú. Thì những người mà chỉ cho em về cái siêu lăng này á mới nói là mình có thể sử dụng cái thằng này nè, tốt nhất đó là từ cái giai đoạn mà giao mùa đó, mình chuyển từ cái quá trình nuôi tàn, mình chuyển qua cái quá trình là tạo nụ, thì bắt đầu mình có thể sử dụng cái thằng này cho tới hết tháng 11 âm lịch luôn. Đó, thì qua cái năm sau khi mà em hỏi thăm thêm được nhiều cô chú anh chị đó rồi, thì về em cũng áp dụng cho vườn của em luôn. Bắt đầu cái giai đoạn là giữa tháng 6 âm lịch đó anh chị, là cái giai đoạn em tạo nụ cho cây mai ở vườn em á, thì em sử dụng cái thằng siêu lăng kẽm này nè, em sử dụng suốt cho tới hết tháng 11 âm lịch luôn. Mà thiệt sự cái thằng này nó quá tuyệt vời luôn anh chị ơi. Nguyên một cái năm đó, cái vàng cây của em á, cái màu lá nó giữ được một cái màu lá rất là xanh nè, rất là dày, cứng cáp, mà cái lá nó có cái độ bóng rất là tốt luôn. Và nguyên từ cái giai đoạn là em tạo nụ cho tới hết tháng 11 âm lịch á, hầu như là cây mai nó không có bị sâu bệnh hại gì luôn. Tại vì cái lá mình nó quá tốt rồi, nó quá là dày, quá là cứng cáp, nó không hề bị tác động bởi môi trường luôn anh chị. Và đây cũng là cái cách mà giữ cho cái màu lá nó được xanh, cứng cáp, dày dặn và chất lượng của vườn em. Em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị mình xong rồi. Cô chú anh chị mình xem video á, nếu mà có câu hỏi nè, hoặc là cái cách xử lý nào tốt hơn, tối ưu hơn, thì cứ việc để lại bình luận ở phía bên dưới nha, để cho em cũng như là quý khán giả đang xem video á, mình cùng nhau tham khảo nè, thảo luận, và mình có thể đưa ra một cái cách xử lý tốt nhất, tối ưu nhất dành cho cây mai của mình nha anh chị. Cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em xin một lượt đăng ký kênh nè, cũng như là like và chia sẻ để ủng hộ em có động lực làm thêm những video khác chất lượng hơn, chia sẻ với cô chú anh chị mình về kinh nghiệm làm mai nè, cũng như là giới thiệu với cô chú anh chị mình nhiều giống mai độc lạ khác nữa nha. Tạm biệt anh chị, chúc cô chú anh chị mình có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.